nó mới tắt rồi, ở ở trong này nè. Mới tắt cái này là hai con mắt nè. Ủa ba, cái này là cái mũi. Clip kia hồi nãy đúng rồi mấy phút vậy ba? Hai thường thường nó là 25 phút. Hồi nãy ba quay mấy phút? Ôi vậy nãy giờ mình đi được 25 phút. Ơi. Cái hòn non bộ này là cũ rồi. Hòn non bộ này là viên đá màu đỏ đẹp quá ha. Đi qua bên kia tôi đi. Viên này giống như máu vậy á. Đỏ tươi luôn á. Ơi. Nó đỏ mà cái dạng đỏ tươi luôn á. Ừ. Ủa ba ơi. Ơi. Mình đã hết khu vực đá chưa ba? Chưa. Ủa ba có phải là hết khu vực. Có phải là hết bên đây là hết khu vực đá đúng không? Đúng rồi. Sao? Cái bàn này 70 triệu. Cái bàn này 50 triệu. Bàn này 50. À, đá bên kia đỏ như máu. Cái gỗ hóa thạch bên kia đẹp quá kìa. Đó. Thấy gốc cây không? Ôi nhìn kìa. Cái cây cao quá. Cái này là đúng rồi đó. Cái bên này nó nguyện nè, cái bên này nữa nè. Cây này hả? Cây này thúc nốt. Thúc nốt. Đó, có trái thúc nốt về nó đó. Nói thúc nốt có thấy không? Nè Khang, mua một cái tiểu cảnh nè Khang. Đá ta khắc thành cái hình nguồn non nước luôn nè. Này nãy có chùa, có nhà, cây, có nhà đủ hết luôn nè. Sông dưới. Ồ, đỏ đẹp quá. Đá với phiên đá với kia giống như thành con gì. Miếng đá này là bạn biết từ hồi nãy tới giờ. Đâu? Ba cái này. À, ba cái đó là hả? Ba nóng rồi ba. Nóng rồi vô mát đi. Cái này thì là tự nhiên. Ừ. Kìa bên kia còn hàng lên nữa nè. Rồi đi vòng bên kia để bắt túi rồi đó. Mấy cái màu này giống như màu của người ta xong không? Đi qua bên kia đi mát. Bên kia kìa. Kêu cho mát đi. Ơi ba đây. Rồi.
tắt chưa? Em phải đi hỏi lấy công. Hỏi lấy công. Nhấn vào đây à, nhấn lâu vô. Ủa bỏ hả? Hết rồi hả? À. Em uống hết rồi. Đi đi. Đi ngủ đi. No. Chơi với đi. Đi còn nước cái tiếng đi chơi với nó đi. Bye bye nha. Yeah. Ờ, cho mấy nó nóng lắm. Này chơi kìa. Nóng. Nóng lắm. Qua đây, qua đây. Vô hết đã, tất cả mọi người vô trước đi. Mình đi kiếm đồ độc, đồ đẹp á, mình đi coi, hiểu không? Ồ, hàm chó. Hoa hàm chó hả? Ba mới lần đầu ba mới biết hoa này á. Không, bố bố mất gì nhiều. Ồ, ong, ong, ong. Ong hả? Dạ, yên thả. Đừng, đụng người ta con, ta đang canh. Dạ yên thảo. Thơm quá. À. Mấy cái loài, mấy cái tên loài hoa này ba không thể nào ba nhớ nổi. Hãy con đi trên mấy cái chiếc đá này, con đâu có chú ý con. Ơi xích ra cho cô chụp hình này con ơi. Rồi ngồi nghỉ đi. Ba đang quay chứ ba đâu chụp. Ủa coi chị nào thấy mạc chưa ba? Hả? Thấy mạc rồi.